nhiều cái vấn đề để mà giải quyết cái vấn đề mà chúng ta trưởng thành và phát triển lên về trong tương lai, cũng về công việc, về cả kinh tế, về cả các lĩnh vực của mạng xã hội. Thì cái này là cái quan trọng. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận biết được, ai cũng biết được để mà biết cái giai đoạn nào mình cần phải làm cái gì. Thì cái này là cái mà khó khăn. Chứ vì sao nhiều người vẫn cứ cho rằng là vì cái điều kiện mình không bằng người ta, vì cái xuất thân gia đình, vì cái là mình người đồng bào dân tộc thiểu số, vì cái là mình thế này thế kia, thì là tất cả những cái đó đều là cái nghĩ biện. Nếu mà trên phương diện của tôi, với góc nhìn nhận của tôi và cái đánh giá của tôi, thì tôi cho cái đó là nghĩ biện. Và chúng ta phải biết rằng là tất cả mọi người đều có khả năng vượt qua tất cả những khó khăn của bản thân mình, của gia đình mình để mình vươn lên. Mà vượt qua khó khăn này thì chúng ta trên thế giới thì chúng ta cũng thấy, mà cả Việt Nam chúng ta cũng thấy nhiều người rất khó khăn về điều kiện của người ta. Đôi khi tôi nói một cái ví dụ, chúng ta có đầy đủ chân tay, có đủ đầy đủ mặt mũi, có đầy đủ cái điều kiện là chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người khác trong cái cuộc sống này rồi. Chứ chúng ta đừng có đổ lỗi vì một cái gì cả. Những người khác người ta không có đủ điều kiện như chúng ta, kể cả cái chân tay hoặc là cái việc này kia, nhưng người ta vẫn sẽ trưởng thành được. Người ta biết được là người ta phải làm như thế nào để mà trưởng thành được, vượt qua các cái ngoại cảnh đó, vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó, vượt qua những cái xuất thân như thế để mà làm tốt được công việc của mình. Thì đây là một cái vấn đề mà mọi người cần phải thấy được. Và muốn vượt qua cái này thì anh phải đầu tiên anh phải mình tự đánh giá, tự nhìn nhận khả năng của chính bản thân của chúng ta, chính bản thân của con người đó. Anh phải cần cái gì anh cần biết, cái gì anh cần phải vượt qua để anh trưởng thành và phát triển mình. Thì cái đó là cái quan trọng của nó. Tuy nhiên những cái này chúng ta có thể tự đánh giá, tự nhận biết, và chúng ta cũng có thể thông qua những cái thông tin, thông qua các bạn bè, thông qua cái thông tin truyền thông, thông qua cái này kia để chúng ta thấy được những cái tấm gương, những người đã vượt khó vươn lên như thế nào để chúng ta có thể học tập. Tuy nhiên không phải ai cũng giống ai để mà học tập đưa cái của người ta áp dụng cho mình thì không bao giờ thành công được. Tại vì những cái người ta đi, người ta đã đi qua rồi thì chắc chắn là người ta thành công rồi. Thì chúng ta lặp lại thì chúng ta chưa chắc chúng ta đã thành công. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra một cái hướng đi của chúng ta, hướng đi mới để chúng ta thành công, vượt qua khó khăn đó để chúng ta thành công. Giống như một cái ngạn ngữ của người châu Phi không nói là hãy đừng đi theo lối mòn của người khác, mà hãy tự tạo lối mòn để cho mình đi và người khác đi theo.